Thưa quý vị, trong thời gian qua, bên cạnh đồng hành cùng thành phố phòng chống dịch COVID-19, tuổi trẻ đoàn khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng cũng đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực vì cộng đồng, như chương trình san sẻ yêu thương vượt qua đại dịch, triệu túi quà an sinh, xây dựng nhà nhân ái cho người nghèo trên địa bàn huyện Hòa Vang, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội cùng thành phố. Tại thôn Vân Dương 1, xã Hòa Liên, đoàn khối tổ chức lễ khởi công và trao 50 triệu đồng kinh phí xây dựng sửa chữa nhà cho hộ bà Lưu Thị Kim Trung. Đây là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà Trung là công dân hiện đang thất nghiệp, chồng mắc bệnh hiểm nghèo. Một mình bà phải bươn chải làm đủ thứ việc để kiếm tiền lo cho ba đứa con còn nhỏ ăn học. Còn đây là ngôi nhà mới của cựu chiến binh Trần Văn Linh, dân tộc Cơ Tu, tại thôn Giàng Bí, xã Hòa Bắc. Hai vợ chồng ông đã lớn tuổi, mất sức lao động. Với sự hỗ trợ từ đoàn khối, sau thời gian thi công, ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ thường xuyên bị dột nước ngày nào. Giờ đây đã mang một diện mạo mới, khang trang hơn, giúp hai vợ chồng già yên tâm tránh trú trong những ngày mưa bão. Hôm nay được sự giúp đỡ của quý đoàn, tôi thật là rất là vui mừng vì hoàn cảnh của em hiện nay rất là khó khăn. Đây là số tiền rất là lớn đối với gia đình. Cảm ơn các quý đoàn và chúc các quý đoàn có nhiều sức khỏe để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn giống như gia đình em. Nhà cũ hồi xưa nuôi tu nữa thì là tôi, bản thân tôi là trong mong đảng nhà nước quan tâm, tôi ao ước để nhà nước tu sửa lại. Bây giờ là cái sự mong ước và mong muốn đó nhà nước đã tu sửa lại cho nhà tôi chắc đẹp nữa. Khang trang, là tôi cũng xin thành cảm ơn sự quan tâm đó. Trong thời gian qua, triển khai chỉ thị 24 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về việc hỗ trợ huyện Hòa Vang thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đảng ủy khối các cơ quan thành phố đã phối hợp với thành đoàn và đoàn khối các cơ quan vận động hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới và bàn giao 10 ngôi nhà dân ái cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách trên địa bàn huyện Hòa Vang. Tặng hệ thống lọc nước tinh khiết cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Hòa Bắc và trao hàng trăm suất học bổng tiếp sức đến trường cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Công trình lần này là cái căn nhà thứ 10 của nhiệm kỳ đoàn khối các cơ quan có 7 để giúp cho người dân có một cái cơ ngơi, nó có một cái căn nhà nhân ái để mà trước cái mùa mưa bão đến có cái nơi để mà người dân người ta an cư lạc nghiệp và có cái điều kiện làm ăn kinh tế. Xuất phát từ cái tinh thần của tuổi trẻ đoàn khối thì nhằm hỗ trợ cho người dân khó khăn trên địa bàn Hòa Vang, thể hiện cái tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, dấn thân vào những việc khó, việc khổ để giúp cho bà con dân có một cái cuộc sống ấm no hơn và tốt đẹp hơn. Các hoạt động thiện nguyện của đoàn khối các cơ quan thành phố diễn ra trong thời điểm này đã hỗ trợ kịp thời, tạo động lực rất lớn giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhanh chóng ổn định cuộc sống, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, chung tay cùng thành phố thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững.